Theo Times of Israel, những đám đông lớn đã tràn ngập khu vực đường Kaplan ở Tel Aviv của Israel đêm ngày 15 tháng 12. Những con đường xung quanh bị khóa chặt khi dòng người tuần hành hướng về trụ sở của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, ở trung tâm Kiryat, kêu gọi chính quyền ra quyết định đảm bảo các con tin được thả. Cuộc biểu tình ở Tel Aviv diễn ra sau khi IDF xác nhận đã bắn chết 3 con tin vào hôm 15 tháng 12 vì tưởng họ là mối đe dọa. Israel đang tấn công dải Gaza do tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine kiểm soát. Cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra sau khi Hamas tấn công lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 làm chết 1.200 người và bắt đi 240 con tin. Đó là giọt nước tràn ly với nhiều gia đình có người thân bị Hamas bắt giữ vốn đã chỉ trích chính quyền Israel nhiều ngày nay. Theo Times of Israel, họ bức xúc trước thông tin nói chính quyền Thủ tướng Netanyahu đang trì hoãn một thỏa thuận con tin với Hamas. Quân đội Israel trong khi đó cho hay đã tìm thấy 3 thi thể khác, khẳng định đây là những người bị Hamas sát hại. Hiện phía Israel ước tính trong số hơn 130 con tin vẫn bị giam tại dải Gaza, có khoảng 20 người đã chết. Xếp tình báo Israel đi châu Âu, thỏa thuận với Hamas. Tin về vụ bắn nhầm 3 con tin nêu trên đang tràn ngập báo chí quốc tế. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết ông đau lòng trước thảm kịch này. Ông nói, tôi nghĩ người Israel chắc chắn sẽ xem xét điều này và tôi đảm bảo họ sẽ tiến hành điều tra, cố gắng tìm hiểu xem chuyện này đã xảy ra như thế nào. Chắc chắn đó là cách chúng tôi tiếp cận một tình huống như thế. Trước đây có tin Thủ tướng Israel Netanyahu đã không cho phép Giám đốc Tình báo Israel Mossad David Bania tới Qatar để đàm phán con tin với Hamas. Tuy nhiên theo trang tin Axios, ông Netanyahu đã thay đổi quyết định và đồng ý cử ông Bania đi châu Âu gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani vào cuối tuần này. Hai bên sẽ thảo luận về việc tái đàm phán hướng tới thỏa thuận trao đổi con tin tiếp theo. Đến nay, Israel vẫn kiên quyết thực hiện chiến dịch nhằm xóa sổ Hamas, cho rằng đây là cách duy nhất ngăn những vụ tấn công tương tự trong tương lai. Phía Israel cũng ước tính chiến dịch này sẽ mất nhiều tháng. Tuy nhiên, việc giết nhầm con tin có thể khiến áp lực dư luận lên chính quyền Israel ngày càng nặng nề hơn, giữa lúc bắt đầu có thông tin về sự giãn nứt giữa Mỹ và Israel.